Xin chào các bạn và các em đã quay trở lại với kênh ông giáo Vlog. Tiếp tục với các môn học trong chương trình giáo dục phổ thông mới sách lớp 2, thầy tiếp tục hướng dẫn cho chúng ta môn tiếng Việt lớp 2, tập 2, bộ sách Cánh Diều. Và thầy cũng hy vọng chúng ta hãy like và đăng ký kênh cũng như chia sẻ video để ủng hộ ông giáo ra những video tiếp theo. Bên cạnh đó chúng ta hãy nhấn chuông thông báo để nhận được những video mới nhất của ông giáo. Và bây giờ thầy mời chúng ta mở sách tiếng Việt lớp 2, tập 2, bộ sách Cánh Diều, trang 18-19 để thực hiện một số hoạt động trong bài viết Góc sáng tạo tuần 20 viết về vật nuôi. Và chúng ta sẽ thực hiện hoạt động đầu tiên trong phần góc sáng tạo, đó là viết về vật nuôi. Viết 4 đến 5 câu hoặc 4 đến 5 dòng thơ về một vật nuôi mà em yêu thích. À, vậy thì trong gia đình chúng mình đúng không? Hoặc là xung quanh chúng ta có rất nhiều con vật chúng ta yêu thích đúng không? Vậy thì bây giờ bạn nào có thể cho thầy biết đây là những con vật gì nhé? Bây giờ chúng ta hãy kể tên một số con vật nuôi mà em biết. À, muốn biết viết được 4 đến 5 câu về một con vật nuôi mà em biết đúng không? Mà em yêu thích thì chúng ta phải biết con vật nuôi đó là con gì đã đúng không? Vậy thì bạn nào có thể quan sát lên màn hình và cho thầy biết đây là con gì đây các em? À đúng rồi, đây là con gà đúng không? Và tiếp theo là con gì nào? À đúng rồi, đây chúng mình thấy là con cá đúng không? Và tiếp theo chúng mình thấy là con gì nào? À con này rất là quen thuộc đúng không? Đó là con chó. Và tiếp theo chúng mình thấy là con gì? À đúng rồi, đây là con vịt xiêm, hay người ta cũng có thể là gọi là con ngan đúng không? À con gà, con cá, con chó hoặc là con vịt, con ngan, đây là những vật nuôi được nhiều gia đình chúng ta nuôi đúng không? Và đây cũng là những con vật mà lứa tuổi nhỏ của chúng ta rất là thích. Vậy thì để viết được 4 đến 5 câu về một loài vật nuôi mà em thích và trang trí cho nó thật đẹp thì bây giờ chúng ta sẽ đến với phần là kệ về vật nuôi mà em thích. Vậy thì để viết được 4 đến 5 câu về một con vật nuôi mà em thích thì chúng ta sẽ phải trả lời cho thầy một số câu hỏi. Câu hỏi đầu tiên đó là em thích con vật nuôi nào? À để viết được 4 đến 5 câu kể về con vật nuôi đúng không? Thì chúng mình phải viết biết được đó là con vật nào đã đúng không? Như vậy chúng ta phải biết được đó là con gì? Ví dụ như con chó, con gà, con ngan đúng không, hoặc là con cá. Như ở đây chúng ta thấy là em thích con chó bà nội nuôi, ở đây là vật nuôi đúng không, thì chúng ta phải biết được tên con vật là gì đúng không. Như ở đây chúng ta có thể thấy là em thích con chó bà ngoại nuôi. Và tiếp theo chúng mình phải kể được đó là con vật đó như thế nào đúng không, trong đó là chúng ta phải biết được con vật to chừng nào, hình dáng đúng không, bộ lông, đầu, mỏ, chân, đuôi, chọn những đặc điểm nổi bật của con vật mình kể. À, chúng ta phải biết được đúng không? Đầu tiên là con vật nuôi là đó là con vật gì, và chúng mình phải viết được vẻ bề ngoài của nó, tức là hình dáng bên ngoài to chừng nào, hình dáng, bộ lông, đầu, mỏ, chân, đuôi, chọn những đặc điểm nổi bật của con vật mình kể đúng không? Như vậy chúng ta tả con kể về con chó đúng không, thì chúng ta phải nói được là nó to khoảng chừng một cái gối ôm của em đúng không, rồi bộ lông màu trắng mượt của nó sờ vào rất thích. Đó là chúng mình đang viết về bề ngoài của con chó đúng không, vật nuôi yêu thích. Và tiếp theo chúng ta phải nói được là gì, nó có những hành động gì đáng yêu. Chúng ta phải kể được một số hành động đáng yêu. Mình nói về con chó thì chúng ta phải kể được một số hành động đáng yêu của con chó đúng không? Mình nói con ngan thì chúng ta phải kể được một số hành động đáng yêu của con ngan. Con gà chúng ta phải kể được một số hành động đáng yêu của con gà. Như ở đây thầy đang nói đến là con chó đúng không? Thì chúng ta sẽ nói đến những hành động đáng yêu gì của con chó nào? Chúng mình thấy con chó có gì, hành động gì đáng yêu? À đúng rồi, chúng ta có thể kể ra là mỗi khi em đi học về, nó thường chạy ra vẫy đuôi mừng chào em đúng không? Chúng ta thấy chó hay vẫy đuôi mừng chào em.
Cái mõm đen cứ rúc vào chân đòi em bé rất đáng yêu. Đấy là mình đang nói đến một số hành động đáng yêu của con chó, đúng không? Và tiếp theo chúng ta phải viết được là mối quan hệ giữa em và con vật như thế nào. Nói lên cái tình cảm của chúng mình hoặc cái mối quan hệ của chúng mình với con vật như thế nào đấy. Vậy thì chúng ta đang nói về con chó thì chúng ta có thể nói lên mối quan hệ giữa em và con chó với vật nuôi đó như thế nào nào? Đúng rồi, em và nó rất thân thiết với nhau, đúng không? Đây là nói lên mối quan hệ giữa mình với con vật nuôi đó, đúng không? Vậy thì thầy cũng đã gợi ý và bên đó cũng có một số câu trả lời cho chúng ta kể về vật nuôi, và cụ thể ở đây là kể về con chó, đúng không? Vật nuôi mà em yêu thích. Vậy thì dựa vào những câu hỏi gợi ý và một số câu trả lời ở đây, chúng ta hãy viết về một con vật nuôi mà em thích. Và sau đó chúng ta sẽ viết xong. Có thể chúng ta sẽ viết dựa vào cái nội dung thầy vừa đưa ra, đó là em thích con chó bà ngoại nuôi, nó to khoảng chừng một cái gối ôm của em, bộ lông màu trắng mượt của nó sờ vào rất thích. Mỗi khi em đi học về, nó thường chạy ra vẫy đuôi mừng chào em. Cái mõm đen cứ rúc vào chân đòi em bé rất đáng yêu. Em và nó rất thân thiết với nhau. Ở đây là cái bài mẫu của thầy. Chúng ta có thể dựa vào những gợi ý và viết về những con vật nuôi khác mà em thích. Có thể là con ngan, có thể là con gà, cũng có thể là con cá, đúng không? Cũng có thể là con mèo, vân vân. Và chúng ta sau khi viết xong, chúng ta hãy trang trí cho bài viết của mình. Bây giờ chúng ta hãy lấy cái nội dung của thầy và hãy trang trí cho thầy một bài viết mà em đã viết xong. Vậy thì ở đây chúng ta đang nói về con chó, đúng không? Chúng ta hãy trang trí cái bài viết của mình tùy chúng ta, đúng không? Ở đây thầy đang nói đến là con vật nuôi yêu thích đó là con chó, đúng không? Vậy thì một bên của chúng ta sẽ là bài viết, nội dung của chúng ta là viết 4 đến 5 câu về vật nuôi em yêu thích. Và bên cạnh chúng ta có thể trang trí là một chú chó, hình ảnh của một chú chó đáng yêu, đúng không? Giống như chúng mình tả nếu như chúng mình có ảnh, hoặc chúng mình có thể vẽ một chú chó nếu như chúng mình biết vẽ, hoặc chúng mình có thể cắt dán một chú chó tạo thành cái đường viền để bài viết của mình được đẹp. Đây là bài góc sáng tạo của em, cho nên chúng ta phải tự sáng tạo thành một cái sản phẩm. Nếu như chúng ta kể về con mèo, đúng không? Viết về con mèo, chúng ta sẽ đưa hình ảnh con mèo, hoặc chúng ta sẽ vẽ hình ảnh con mèo, hoặc là chúng ta có thể cắt dán hình ảnh con mèo. Vậy thì đây là một bài mẫu. Bây giờ chúng ta hãy dừng video và viết 4 đến 5 câu kể về một con vật nuôi mà em yêu thích. Sau đó chúng ta hãy trang trí bài viết của mình. Và sau đó thầy sẽ đưa lên một số bài mẫu cho chúng ta tham khảo. Và như vậy thầy sẽ lấy một số bài mẫu trong sách giáo khoa cho chúng ta quan sát. Ở đây là trưng bày và bình chọn sản phẩm có nội dung hay, hình ảnh đẹp, đúng không? Vậy chúng ta thấy ở đây chúng ta có thể là chia các nhóm ra, đúng không? Chúng mình thấy trong hình ảnh có nhóm 1 là đang viết về là con gà này, đúng không? Nhóm 2 chúng ta thấy viết về con chim này. Nhóm 3 chúng ta thấy cắt dán hình con gà luôn, đúng không? Vậy thì ở đây chúng ta thấy có con mèo này, đúng không? Cũng có thể là bóng hoa này, đúng không? Con trâu này, đúng không? Ở đây chúng mình thấy là các bạn trang trí xong đó là các bạn kể về con vật nuôi có hình ảnh dán luôn, đúng không? Vậy chúng mình hãy cắt dán, chúng mình kể về con mèo, chúng mình sẽ cắt dán hình con mèo lên, đúng không? Chúng mình kể về con chó, nếu có hình ảnh con chó chúng mình dán lên và trang trí cho nó thật là đẹp. Và sau đó chúng ta sẽ trưng bày sản phẩm cho thầy cô quan sát, và nhóm nào có sản phẩm đẹp sẽ được tuyên dương. Và như vậy ở đây chúng ta sẽ có một số sản phẩm, đúng không? Đây là một số sản phẩm của các bạn, đúng không? Tôi viết về con thỏ, tôi cắt dán một con thỏ bằng lá cây. Ở đây bạn đang kể về một con thỏ thì bạn ấy cắt dán vào một con thỏ, đúng không? Và ở đây bạn ấy nam thì kể về một con mèo thì bạn có thể cắt dán một con mèo. Đây là góc sáng tạo nên bài viết của chúng mình là tùy chúng mình, đúng không? Như vậy sau khi chúng mình kể về con mèo thì chúng mình sẽ cắt dán hoặc chụp ảnh hoặc là vẽ hình ảnh của con vật đó, đúng không? Vậy
Như vậy, thầy đã đưa lên một số sản phẩm cũng như hướng dẫn cho chúng ta viết 3 đến 4 đến 5 câu về con vật nuôi mà em yêu thích. Còn phần trang trí chúng mình có thể tự trang trí tùy chúng mình theo sở thích của chúng mình. Như vậy, thầy cũng đã hướng dẫn cho chúng ta một số hoạt động trong bài tuần 20, đó là bài góc sáng tạo. Viết về vật nuôi. Viết về vật nuôi mà em yêu thích. Bạn nào thấy hay thì like và đăng ký kênh cũng như chia sẻ video để ủng hộ ông giáo ra những video tiếp theo. Xin chân thành cảm ơn các bạn rất là nhiều.